Hello mọi người. Hello. Hiện giờ Trang đang ở bên TNT Nail Supply nè. Mọi người ơi, hôm nay buổi sáng hôm nay tại sao rảnh quá mà ế đó. Tháng này bị vắng nha anh chị. Vắng, hơi bị vắng một tí. Cho nên livestream show rảnh rảnh show mấy cái sản phẩm muốn anh sale cho tất cả anh chị. Sale nhiều lắm, sale bột điếp tôi in qua là a lot luôn đó. Anh chị nào cần thì đây, còn đây là cái liquid bốn mùa mấy anh chị. Nail liquid hiệu 4 số 9. Anh chị nào cần hãy hello cho TNT Nail Supply nha. Đây, em mở ra một cái ga lông cho mấy chị xem ha. Đó. Đây. Mọi người nếu mà anh chị nào mà mua liquid á, đợt này á, làm 4 thùng 4 bình vậy em vẫn ship ra nha, mua 4 bình em vẫn ship ra. Ok, hello Nghiêm Quang Minh, Phương Trần, Hương Nguyễn, Nguyễn Tiền, Dũng Nguyễn. Xin chào tất cả mọi người. Đây là liquid, nail liquid hiệu 4 số 9. Liquid này rất là tốt anh chị. Bột và liquid RAM hiệu này thì khỏi chê. Mình không có giới thiệu nhiều mà giới thiệu hôm nay giá sale, giới thiệu sản phẩm cho anh chị. Anh chị nào cần nail liquid, acetone liquid các thứ, anh chị hãy alo cho mình ha. Liner, pedicure kiss, nhiều thứ on sale, mặt hàng on sale nhiều lắm. Anh chị nào muốn hỏi sản phẩm hôm nay em sẽ đi dài dài từng sản phẩm. Bên em sẽ cho mấy anh chị xem là những mặt hàng nào anh chị cần. Có nhiều anh chị nói em là nhờ em livestream giấy trải giường trải bàn rồi đó, thì ok bây giờ em quay lại màn hình và em đi đến một nơi nữa em sẽ giới thiệu cho mấy chị xem. Ok. Ok, tiếp theo. Hello mọi người, bây giờ này 12 giờ trưa bên Việt Nam thôi, là buổi tối hả? 11 12 giờ buổi tối luôn hả? Đây, và Kha là vì mua anh chị, Kha là vì mua cũng có on sale, cũng có nhiều sản phẩm rất on sale cho tất cả anh chị nha. Kha là vì mua mấy chị ha. Back to stock hôm nay á, là cái này giá nó thì cũng bình thường, giá không có lên xuống gì hết, giá thì hôm nay rất là bình thường nhưng mà bị short chừng khoảng một tuần, hôm nay có trở lại rồi nè mấy chị. Đó, anh chị mua số nhiều cũng có ga, mà một ga lông cũng được, bao nhiêu cũng được nha, một pallet cũng được nha. Đó đó, tất cả những mặt hàng em giới thiệu sơ sơ cho mấy chị xem bên mình, anh chị nào cần thì hỏi comment giá bên dưới nha. Minh Trọng, Tuấn Tuấn, Phúc Lê, chào tất cả anh chị mới vào nha. Em say hi, giới thiệu từng sản phẩm cho mấy chị xem đó mà. Đây, em quay trở lại. Đó là cái đây sản phẩm thương hiệu này, cái Romicide là cái nước khử trùng đó, anh chị khử mùi bồn đó. Có là ga lông size và có là 64 ao, một cái pin nữa nè mấy chị nha. Ok. Đây, có rất là nhiều của cái thương hiệu này, chai nhỏ luôn. Em để tất tần tật ở dưới đất đại. Ok, đó 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 rồi. Đây, rất là nhiều thương hiệu, để nói tới thương hiệu này trước đi. Conditioning, xà bông, shampoo, conditioning, shampoo, có rất là nhiều loại. Em quay cho mấy chị xem, mấy chị nào cần những mặt hàng nào bên nail nói em hả. Em sẽ cho mấy anh chị xem nha. Giá từng loại sản phẩm luôn hả. Liquid, đồ đồ top bay nhiều thứ, tất cả các loại cho mấy anh chị. Lotion đủ mùi mấy anh chị, mùi mint, mùi aloe vera các loại. Nhưng mà mấy chị, em đi qua một vòng em quay, em định lấy cái giấy trải giường cho mấy chị xem nè. Chờ em chút xíu, em quay qua cái sản phẩm này cho mấy chị xem. Giấy trải giường ha. Giấy trải giường cho mấy chị xem nha. Giấy trải giường
cái chỗ giường đâu rồi? Đây đây đây, như thế này nè mấy chị nha. Đây giấy chải giường đây, anh chị nào cần giấy chải giường hay là khăn hay là các thứ hú cho em, tại vì mấy cái này á là mấy chị có thể đi chung với dép với thô với các loại đi chung á, mấy chị có thể đi cầm bài vô được á. Là tại vì khách nhiều, khách hỏi em cái nói có giấy chải giường không, nói dạ mấy này mặt hàng này hàng của nail salon mà, nói chung là bên TNT wholesale nail supply đó có tất cả bao về nail. Mấy chị nào cần sản phẩm về nail thì muốn thì cứ comment bên dưới, tụi em có trả lời liền và ngay cho mấy chị luôn. Trong đây, trong một cái thùng như thế này, trong một cái thùng như thế này là 12 roll mấy anh chị, 12 roll, có hai loại màu giấy luôn, có một cái loại màu giấy như thế này mà rất là đẹp. Tụi em dùng mấy cái giấy này để trải bàn ăn, bàn ăn á mấy chị, để bàn ăn, lót bàn ăn cũng rất là tiện. Ở nhà đó, ở nhà mình xài mấy cái này nè, mình trải lên bàn đó, làm cái này xài rất là thông dụng luôn mấy chị. Cái này mấy chị có thể là để trên bàn nail xài luôn, làm mỗi miếng là mình xé bỏ đó. Ô, và bên em có giấy lau tay các loại luôn nha mấy chị. Giấy lau tay là loại 6 rô, 12 rô, màu trắng và màu nâu luôn nha mấy anh chị. Thì mấy anh chị đi giấy lau tay các thứ cái này thì em sẽ bỏ vào cho mấy chị nha. Đó, đi chung, ship chung hết trơn luôn. Có nha, đó. Còn cái paraffin liner rô, mấy cái cuộn rô như thế này để em đưa ra cho mấy anh chị xem, tại vì nhiều mặt hàng quá xong tham mà bữa khi nào mà em ở shop mà em livestream đó là em cho mấy chị xem nó dễ lắm. Như là như thế này nè, đây là mấy chị, đây cái paraffin liner roll của tụi em là như vậy. Nó có hai size mấy chị, rất là good nha, rất là good luôn mấy chị. Đây có hai size nha. Đây cái size này thì giá thì nó đồng giá, đồng giá, nó bán đồng giá thôi mấy chị ha. Trời ơi, cái này là mấy anh chị nào mà cần là bên em là có rất là nhiều nguồn hàng, nhiều lắm luôn á. Mấy chị mua giá pha là em có giá đặc biệt cho mấy anh chị luôn. Cái này á nó rất là dài và nó không có see through. Cái này là đúng chuẩn làm paraffin luôn nè. Còn cái này là có một loại nhiều anh chị đòi loại trong là mình bỏ gao cải đồ, gõ bỏ đồ thức ăn đồ này kia mà giống như là chợ đó, thì cái này cũng có luôn. Em có hai loại đó, nó thấp hơn tí xíu mấy chị thấy không, nó thấp hơn, ngắn hơn một tí xíu. Đó, cái size thì nói chung là khi nào anh chị cần á, biết giá và size cụ thể thì em sẽ báo cho. Ok, có đầy đủ nha mấy chị. Tại nhiều anh chị nói ồ sao Trang không có đưa sản phẩm lên cho mấy chị xem này kia, không biết Trang có gì. Dạ, bao nail là em có hết đó mấy anh chị. Đây em sẽ lấy mấy cái cuộn giấy này ra luôn cho mấy chị xem luôn. Giấy quấn á, giấy quấn palette á thì tụi em có giấy quấn palette cho đủ màu cho mấy chị luôn. Đây. Đó. Giấy quấn palette là cho đủ màu luôn. Đó. Cho mấy chị luôn nha. Trời ơi, mấy chị mua mấy cái này ở ngoài, ở bên ngoài rất là mắc. Tại vì tụi em đóng palette rất là nhiều cho nên tụi em chứa những cái thứ này sẵn đây, mấy chị nào mà cần đó thì mua để đóng hàng gửi về Việt Nam hay là ship hàng Việt Nam thì hãy alo cho bên mình luôn nha. Bên mình có bán tất cả hết mấy mặt hàng này. Ok mấy anh chị, có đầy đủ mất cả mấy hàng này, hầu như là cái này là lúc nào cũng phải có, tại vì cái này đồ này là đồ để rồi mình đóng, tại vì sao có ba màu. Mấy anh chị sẽ ship hàng đi thường xuyên thì mấy anh chị biết là mình cần luôn ba màu đó. Nó cái màu lem marble thì mình bắt buộc mình phải đi cái màu trắng này nè đó. Đồ chất cháy thì mình phải đi như thế này đó, cho nên that's why. Nhưng mà cái màu đen á thì nó rất là chắc, nó dày, cho nên mình đi đồ nặng mà nó nhẹ nhẹ mà nó cao quá thì mình dùng cái này đó, là như vậy. Ok mấy chị. Rồi anh chị nào mua khăn lau tay có giá rất là đặc biệt luôn. Khăn lau tay đây, khăn lau tay em có ba màu, màu nâu, màu xanh và màu trắng hè đó. Còn khăn làm nail thì có 5 màu mấy chị nha. Có màu đỏ, màu xanh, có đủ màu luôn. Nói chung là như vậy. Khăn lau tay thì lau tay nè.
Khăn lau tay để cho khách mình lau tay đó mình xài á, lấy nó sang hơn. Nhiều khi mấy cái tiệm nào mà mình xài mình thích giặt khăn đó, mình không thích xài giấy đó, thì mình xài cái này. À, còn ví dụ như tiệm nào mà đông quá là giặt khăn mà bị nhiều quá thì người ta xài bằng giấy lau tay. Ok mấy chị. À, rồi mấy chị cho em giới thiệu thêm gì nữa không? Có ai hỏi em cái gì nữa không thì em sẽ trả lời luôn ha. À, cái này thì cái cuồng này nè thì là 4 rô nha. Cái này là 4 rô trong một cái thùng. Còn cái giấy thì là 12 rô trong một thùng mấy chị hả? À, hiệu là hiệu này mấy chị, hiệu Imoro. Em bán hiệu này. Đó, bán hiệu này, cái pouch để bỏ kìm đó mấy anh chị. Mấy anh chị biết rồi à, mình cần xài kìm á thì cái này giá cũng rất là mềm luôn mấy chị ha. Đó, em sale nhiều lắm, em sale giá wholesale cho mấy anh chị hết. Mấy anh chị nào cứ mua pallet hay là mua ít á, mà cầm bay với neo lưu vực á thì hãy hú cho mình ha. Đây, em lấy ra cho mấy chị xem nha. Ray, chào em tí xíu. Đây, đây là cái bọc bỏ kìm như thế này nè mấy chị. Đó, bọc bỏ kìm nha, bọc bỏ kìm. Rồi, ok mấy chị. Dạ rồi, ok. Hẹn gặp lại mấy anh chị sau nha. Bye bye. Bao tay sale cực kỳ nhiều luôn đó. Mai em rảnh em sẽ lại tìm tiếp giới thiệu mấy chị bao tay. Ok. Wow, hôm nay mấy chị vào đông quá hả? À, em say goodbye hết tất cả anh chị nha. Em chưa chào mà em say goodbye rồi. Chị Thảo mới vào nè, Nguyễn Cương nè, Tiến Văn hả, Tiến Văn Đòn hả? Dạ, hai anh Nguyễn Nguyễn Văn Chinh, Trần Trọng Chiến, Võ Phụng. Sẵn đây em thông báo với anh chị, tất cả anh chị giúp em nha. Thứ tư tuần sau, thứ tư tuần sau mình chơi bốc thăm trúng thưởng. Hôm nay anh chị mà bỏ enter mua nail supply bên em trong cái tuần lễ, mấy tuần lễ qua đó, thì bốc thăm trúng thưởng một bộ phim, một bộ treo dual 144 màu mấy chị ha. Mình sẽ chơi livestream vào buổi tối 9 giờ tuần sau thứ tư nha mấy chị. Em sẽ nhắc lại mấy chị next live stream. Ok, mấy anh chị nào có nghe qua thì nhớ say a day mình chơi tất niên cuối năm ha. Bốc thăm trúng thưởng 144 màu treo dual twin one. Ok rồi, không cần phải mua sản phẩm gì nữa hết, chỉ chơi lottery online thôi, mình bỏ số may mắn và mình chơi bốc thăm trúng thưởng cho cái ngày đó luôn. Ok mấy anh chị. Rồi, em xin chào. Hẹn gặp lại sau mấy anh chị nha.